Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cần có cách tiên truyền chân thật về hiện tượng sư minh tuệ. Ngày 15 tháng 6, Facebooker Dương Quốc Chính bình luận, dân 100 triệu, ai người lớn. Thời báo chấm trích giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Và đây là hình giấy tờ trên Facebook Dương Quốc Chính. Hai hôm trước, mình xem video quay cảnh đồng bào ùng ung đến đảnh lễ, cái trời mà ông Minh Tuệ từng ngồi tu gần 10 ngày, thật đáng kinh ngạc vì không khí thành kính còn hơn cả đồng bào đến thăm hang Bắc Bó, nhà sàn Bắc Hồ hay làng Kim Liên. Vì đảm bảo không có đồng bào nào quỳ mọp xuống, lại chỗ bác từng ngồi như vậy. Có lẽ với họ, thầy Minh Tuệ đã là Phật sống rồi. Nói đi cũng phải nói lại, hiện tượng Minh Tuệ làm lòi ra mặt trái của Phật giáo quốc danh. Nhưng ở phía đối diện, hiện tượng Minh Tuệ cũng làm lòi ra các sự mê tín và cả tinh, cuồng tín của rất nhiều đồng bào. Mình nghĩ cái chuyện cuồng tính này, đảng và chính phủ cũng có trách nhiệm không nhỏ đâu. Thế nên quá dễ hiểu tại sao bộ máy tuyên truyền phải không ngừng nhòi sọ về lãnh tụ kính yêu, người cầm lái vĩ đại, cha già, dân tộc. Mình nghĩ vai trò của truyền thông chiếm 70%. Thế mới nói, vụ này truyền thông chính thống đã hoàn toàn thua truyền thông mạng xã hội, thậm chí còn phản tác dụng như vụ VTV. Tức là càng chê, càng bình thường hóa con người ông Minh Tuệ thì người ta lại càng hiểu ngược lại. Và đây là hình người dân quỳ lại cái chòi nơi sư Minh Tuệ từng ở. Mấy hôm rồi, nhiều người bào chữa cho sự mê muội của đồng bào, nhưng đến giờ này, mình cho là không gì bào chữa được nữa. Mê muội cũng là quyền, tất nhiên, nếu nó không làm phiền tới ai, thì ít nhất là không phiền đối tượng được mê muội Nhưng mê muội tới mức làm ông ấy và gia quyến không được sống yên ổn, thì rõ ràng là vi phạm quyền tự do tu tập và quyền được sống yên bình của gia quyến ông Minh Tuệ rồi, vậy sao có thể bào chữa được? Nhìn cảnh ông bà già bị người ta ồn ồn tới nhà quay video, cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn, thì hóa ra Phật sống làm hại bố mẹ mình, nhất là nếu chuyện này kéo dài vài tháng. Thế nên việc ông ấy được bị đi ẩn tu lần hai là việc chẳng đặng đựng Chính ông Minh Tuệ đã nhắc đi nhắc lại rằng, con còn đang tập học, chưa có thành tựu gì cả thế nhưng đồng bào lại dán mát Phật sống cho ông ấy. Điều đó cho thấy dân Việt đang quá khủng hoảng niềm tin. Bác Hồ, Bác Giáp, Bác Trọng, thậm chí cả Phật Hoàng, Trần Nhân Tông có lẽ không còn đủ tin cậy tâm linh với đồng bào, không phù hộ độ trì được cho ai nữa chăng. Đây là một ca rất khó và bất ngờ đối với đảng, chính phủ, ban tuyên giáo và bộ công an. Bây giờ đã quá muộn để xử lý mạnh với ông Minh Tuệ vì ông ấy đã thành Phật mất rồi. Chính vì vậy, nên giờ này công an không dám khẳng định hay phủ định về biến cố ngày 3 tháng 6 là có bàn tay lông lá ở đó hay không. Và đây là hình sư thích minh tuệ. Mình cho là để giảm bớt sự cuồng tính của đồng bào thì ban tuyên giáo phải thay đổi cách thức truyền thông. Đừng cố phải bẻ lái để biến ông Lê Anh Tú thành một kẻ lang thang bình thường nữa. Phải chấp nhận thực tế là ông ấy đang rất được lòng dân và không làm gì vi phạm pháp luật. Vì vậy mà báo chí cứ thoải mái đăng tin về ông ấy để cạnh tranh với mạng xã hội, thậm chí VTV có thể đưa tin mỗi ngày, tất nhiên là với nội dung thật sự khoa học, công bằng, tôn trọng để độc giả hiểu được bản chất của sự việc. Mình nghĩ truyền thông như bên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là rất hợp lý. Họ đánh giá cao ông Minh Tuệ, đánh giá cao sự gian khổ khi tu theo hạnh đầu đà, thậm chí họ vẫn công nhận ông ấy là sư, tu sĩ Phật giáo. Nhưng mặt khác họ không hề vì vậy mà phủ định việc cúng dường và thành lập tăng đoàn để tu tập trong chùa. Họ nêu rõ cách của ông Minh Tuệ chỉ là một trong nhiều cách tu và đương nhiên không phải là cách duy nhất đúng mà Phật dạy. Phải có cách tuyên truyền trung đạo như vậy thì dần dần người dân mới giác ngộ ra được ông Minh Tuệ chưa hoặc không phải là Phật sống mới bớt cuồng tính đi. Chứ với kiểu tuyên truyền theo giọng công an như hiện tại thì đã hoàn toàn thất bại rồi nếu dùng bạo lực để đàn áp ông ấy thì hệ lụy còn khó lường hơn nhiều cứ để báo chí tự do phân tích về hiện tượng này một cách khoa học rồi dần dần người ta cũng chán thôi vì tâm lý chung là càng cấm đoán người ta càng háo hức đến đỉnh lễ vì sợ ông ấy bị biến mất từ hiện tượng này các bố mẹ cũng đừng chửi các cháu phen cuồng sao hàng nữa người già còn như vậy trách gì các cháu qua vụ này mình cũng hiểu và thông cảm hơn với các cháu bò đỏ cuồng tính. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cần có cách tuyên truyền chân thật về hiện tượng sư minh tuệ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chống đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Thế lực và quyền lực của Tô Lâm hiện lớn đến đầu. Ngày 15 tháng 6, VOA tiếng Việt bình luận lên chủ tịch nước, thế lực của ông Tô Lâm lớn đến đầu. Theo đó, Đại tướng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã được Quốc hội bầu lên làm chủ tịch nước ngày 20 tháng 5 và đã bàn giao công tác ở Bộ Công an cho cấp phó của ông là thượng tướng Lương Tam Quang ngày 11 tháng 6. VOA nhận xét, ông Lâm lên làm chủ tịch nước trong một nhiệm kỳ biến động nhất trong lịch sử đảng khi lần lượt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đều mất chức. Và đây là hình bài trên VOA. VOA cho hay sau khi các nhân vật này ra đi, ba người còn lại đủ điều kiện để lên làm Tổng Bí thư theo quy định của đảng là ông Nguyễn Phú Trọng, ông Tô Lâm và Phạm Minh Chính. VOA dẫn nhận định của giáo sư Khatia, học giả về chính trị Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc, cho rằng ông Tô Lâm đã quá tội quy định của đảng để được ở lại thêm một nhiệm kỳ, trừ phi được đảng đặt cách, được xếp vào trường hợp đặc biệt, được miễn trừ về tuổi tác. Giáo sư Thầy Giờ cho biết thêm, vào lúc này, ông ấy là ứng cử viên sáng giá nhất để trở thành lãnh đạo đảng và phải đợi một thời gian nữa để xem tên ông Tô Lâm có được tiểu ban nhân sự của Đại hội đảng đưa vào danh sách, cân nhắc cho ban chấp hành trung ương khóa tới hay không. Vị giáo sư phân tích thêm, quyền điều hành công việc hàng ngày của ông ấy bị suy yếu đi một chút, bởi vì ông ấy không còn nắm quyền trực tiếp ở Bộ Công an nữa. Tuy nhiên, ông ấy có thể dựa vào những người được ông ấy bảo trợ ở Bộ Công an, trong đó có tân bộ trưởng Lương Tâm Quang. Và đây là hình Lương Tâm Quang và Nguyễn Duy Ngọc, hai tại chân thân tính của Tô Lâm trong Bộ Công an. VOA cho biết nếu nhìn tổng thể thì thế lực của ông Tô Lâm trong đảng được củng cố sau khi có đến 6 trong 18 ủy viên Bộ Chính trị phải ra đi, tạo ra khoảng trống quyền lực trong khi thân tính của ông được đề bạc lên các vị trí cao hơn, cũng theo lời của giáo sư giờ, VOA nhắc lại, ngoài Thượng tướng Lương Tâm Quang được thăng làm Bộ trưởng Công an, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc cũng được chỉ định làm chánh văn phòng Trung ương đảng. Theo lệ của đảng, thì hai ông Quang và Ngọc đều khả năng sẽ được vào bộ chính trị. Về phần Thủ tướng Phạm Minh Chính, giáo sư thay Giờ cho biết, ông cũng đối mặt với cáo buộc tham nhũng của gia đình, nhưng đa số thành viên bộ chính trị phản đối xử lý ông chính đồng quan điểm với giáo sư Taylor, VOA dẫn nhận định của giáo sư Abuja, giảng dạy ở trường National War College thuộc Đại học Quốc phòng Mỹ, nói rằng việc ông Tô Lâm trở thành tổng bí thư của đảng rất có khả năng. Và đây là hình đại tướng, chủ tịch nước Tô Lâm. Theo giải thích của ông, thì Thủ tướng Phạm Minh Chính, người có khả năng tranh với ông Tô Lâm, cũng đang vướng vào những cáo buộc tham nhũng. Trong khi ông Tô Lâm, dù đã ra khỏi Bộ Công an, nhưng vẫn có ảnh hưởng đến công việc điều tra của cơ quan này giáo sư Amuza phân tích thêm, việc ông Lương Tâm Quang được đề bạc lên làm Bộ trưởng Công an, cho phép ông Tô Lâm tiếp tục vũ khí hóa các cuộc điều tra ở Bộ Công an để hạ bệ các đối thủ. Có lẽ điểm yếu lớn nhất của Tô Lâm là vì kinh doanh mở rộng của em trai ông ấy, tập đoàn Xuân Cầu của ông Tô Dũng đã lớn mạnh, chủ yếu là nhờ vào quyền lực và mối quan hệ của ông Tô Lâm. Tập đoàn Xuân Cầu bị đồn là đang bị quân đội điều tra về một thương vụ đất đai mà ông Tô Dũng đang xây dựng trên đó nếu tin đồn này là đúng, thì ông Lương Tâm Quang cũng không thể can thiệp vào cuộc điều tra của quân đội. Giáo sư thầy giờ cho biết thêm, nền chính trị theo kiểu tập trung dân chủ và lãnh đạo tập thể của Việt Nam không cho một cá nhân lãnh đạo nào quá nhiều quyền lực. Cho nên nếu ông Tô Lâm trở thành người quyền lực nhất mà không bị kiềm chế, thì điều đó sẽ không tốt cho đảng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin, thế lực và quyền lực của Tô Lâm hiện lớn đến đâu? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.